À, chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những nội dung trọng tâm, những cái phần cuối của bài vận nhật. Chúng ta vẫn đương ở phần 2 La Mã, tức là phần phân tích những cái kiến thức trọng tâm mà chúng ta đã nêu lên ở giờ trước. 2 La Mã vẫn là đương phần phân tích. Ở giờ trước thì chúng ta đã phân tích sâu về tình huống chuyện của vợ nhặt, và các em cần nhớ lại đó là một cái tình huống lạ, cái tình huống mà chàng có vợ là một cái tình huống lạ. Sau đó cái tình huống ấy cũng éo le cảm động như thế nào. Chúng ta cũng đã phân tích các nhân vật trong vợ nhặt, là nhân vật chàng, nhân vật người vợ nhặt và nhân vật bà cô tứ. Hôm nay chúng ta sang phần thứ ba, tức là chúng ta phân tích sâu giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn vợ nhặt, và sau đó thì chúng ta sẽ khái quát những cái thành công nghệ thuật của cái tác phẩm này. Ba nhỏ là giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn vợ nhặt, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn vợ nhặt, giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của truyện ngắn vợ nhặt. Cứ mỗi lần mà ta cần phải đề cập tới giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của một tác phẩm văn học thì các em lại nhớ lại cái bài mà chúng ta giảng khái quát về những nội dung hiện thực và những nội dung nhân đạo làm nên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của các tác phẩm. Thế thì về giá trị hiện thực thì các em nhớ lại nhé, các em nhớ lại cái bài mà chúng ta đã giảng khái quát đấy. Thì chúng ta nhìn nhận cái tác phẩm mà nó phản ánh cái hiện thực xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 thì nó sẽ phản ánh hiện thực trên hai phương diện, đúng không? Đó là bộ mặt giai cấp thống trị như thế nào, nếu đầy đủ thì có cả những cái tội ác về cường quyền và tội ác về thần quyền, và sau đó là cái tác phẩm ấy có phản ánh cái đời sống của nhân dân hay không. Và nếu văn học phản ánh đầy đủ cái đời sống nhân dân là trước cách mạng tháng 8 thì chúng ta lại nhìn nhận nó trên hai phương diện, đó là cái đời sống tăm tối đau khổ và sự vùng lên đấu tranh. Và với những cái kiến thức chung ấy để chúng ta soi vào từng tác phẩm cụ thể, đúng không? Đấy, các em trước hết là các em nhớ lại những cái kiến thức chung đó. Đó. Thế thì soi vào truyện ngắn vợ nhặt thì chúng ta thấy là cái tác phẩm này về cơ bản nó là chỉ phản ánh cái hiện thực đời sống của nhân dân thôi, mà cái hiện thực cơ bản nhất chúng ta thấy đó là sao? Đó là phản ánh cái hiện thực, cái đời sống tăm tối, cái đời sống bi thảm của người dân trong nạn đói năm 1945. Và sau đó có một cái hiện thực nữa nào ở cuối tác phẩm tác giả cũng hướng tới, đó là phản ánh cái tấm lòng và nguyện vọng của người dân hướng tới cách mạng. Thế ta đi vào cái mảng hiện thực thứ nhất nào. Truyện ngắn vợ nhặt đã phản ánh tình cảnh thê thảm của người dân lao động nghèo khổ trong nạn đói năm 1945, tình cảnh thê thảm của người dân lao động nghèo khổ trong nạn đói năm 1945, tình cảnh thê thảm của người dân lao động nghèo khổ trong nạn đói năm 1945. Thì truyện ngắn vợ nhặt đi sâu phản ánh một cái khía cạnh này của hiện thực trong nạn đói năm 1945, cái tình cảnh thê thảm đó của người dân lao động nghèo khổ trong nạn đói năm 1945. Và để làm nổi bật điều này thì chúng ta dựa trên một cái tình huống chuyện mà chúng ta đã phân tích nào, đó là cái tình huống mà chàng có vợ, thì nó bộc lộ được tất cả đầy đủ cái tính chất thê thảm này. Nào. Cái biểu hiện thứ nhất của cái hiện thực này mà chúng ta thấy nào, có thể nói là từ việc mà chàng có vợ nào giữa cái ngày đói năm 1945 thì tác giả đã phản ánh một cái cuộc sống thê thảm của những người dân lao động nghèo khổ. Các em đọc câu chuyện thì các em sẽ thấy một cái hiện thực là đúng là rất là có thể nói là
buồn tủi, là thê thảm. Khi mà sao là cái chuyện cưới xin, cái chuyện hệ trọng của đời một con người mà sao chỉ vài ba câu bông đùa thôi, nào vài câu ba câu bông đùa, một bữa bánh đúc mà thành vợ thành chồng. Thành vợ thành chồng thì đúng là cái gì nhỉ, cái chuyện đó đúng là vợ nhặt thật, nào mà cái câu chuyện có thể nói là gì nhỉ, cười nhưng mà là cười ra nước mắt, cười ra nước mắt. Bên cạnh cái tình huống là chẳng có vợ ấy, thì cũng gắn với tình huống ấy, tác giả còn phản ánh được cái điều thứ hai, đó là phản ánh cái hiện thực xã hội lúc bấy giờ trong cái nạn đói thế thảm ấy, cái hiện thực xã hội lúc bấy giờ trong nạn đói thế thảm. Tác giả không đi sâu miêu tả một cách tỉ mỉ cặn kẽ, không đi sâu miêu tả một cách tỉ mỉ cặn kẽ mà chỉ bằng vài nét gợi thôi mà chúng ta thấy được cái hiện thực đó. Không đi sâu miêu tả tỉ mỉ cặn kẽ, chỉ bằng vài nét gợi thôi mà ta thấy được cái hiện thực đó, thấy được cái hiện thực đó. Em có thể lấy những cái chi tiết để làm sáng tỏ. Nào, ví dụ là tác giả miêu tả là người tha phương cầu thực từ khắp các nơi đổ về Hà Nội, những người từ những cái miền quê đói kém, nào như từ Thái Bình, nào từ Nam Định, nào từ Hà Nam, từ các nơi đổ về Hà Nội như vậy. Và tác giả miêu tả tiếp là sao, là những gia đình bồng bế rất giữ nhau, những gia đình bồng bế rất giữ nhau, những cái con người mặt mày xanh xám vật vờ như những bóng ma, người nằm ngổn ngang khắp các lều chợ, nằm ngổn ngang khắp các lều chợ như vậy. Rồi nếu tả cái không khí thì chúng ta thấy là tác giả miêu tả là sao, là người chết đói thì như ngả dạ, người chết đói như ngả dạ, không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây gây của xác người, không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây gây của xác người. Rồi tiếng quạ kêu thê thiết trên cây gạo ngoài bãi chợ. Không đi sâu miêu tả cụ thể thì mình đúng thế, vài nét gợi như thế mà ta thấy được cái tình cảnh thê thảm của người dân lao động trong cái nạn đói đó, thấy được cái xã hội thê thảm trong nạn đói năm 1945. Bên cạnh cái hiện thực này, cái nạn đói thê thảm và người dân thê thảm trong nạn đói ấy, thì tác giả còn phản ánh một khía cạnh thứ hai của hiện thực, là đó là tác phẩm còn phản ánh cái tấm lòng, cái nguyện vọng của người dân hướng tới cách mạng, tấm lòng nguyện vọng của người dân hướng tới cách mạng. Ở đây ấy, thì chúng ta thấy là sao? Khi phản ánh cái tấm lòng, cái nguyện vọng của người dân hướng tới cách mạng, thì tác giả cũng chỉ bằng vài ba nét gợi ở cuối tác phẩm thôi mà chúng ta thấy được cái hiện thực này. Chỉ bằng vài ba nét gợi ở cuối tác phẩm mà ta thấy được cái hiện thực này. Nào, vài chi tiết thắng qua cuối chuyện thôi. Nào, thí dụ như là những cái chi tiết là tiếng chống thúc thuế dồn dập, rồi những trao đổi của vợ chồng chàng về Việt Minh. Cái sáng hôm sau, cái sáng sớm hôm sau, cái đôi vợ chồng trẻ này, trong cái câu chuyện của mình thì họ có những lời trao đổi về Việt Minh này, trao đổi về Việt Minh. Rồi câu kết thúc của chuyện, trong óc chàng vẫn thấy toán người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Cái toán người đói ấy kéo lên phá kho thóc của Nhật để cứu đói, và phía trước họ, trên đầu họ là lá cờ đỏ của Việt Minh. Vài chi tiết thắng qua thế thôi, nhưng mà tác giả cũng đã phản ánh được một cái hiện thực mang tính xu hướng lúc bấy giờ. Nó vừa là hiện thực cụ thể, nhưng đồng thời đó là hiện thực mang tính xu hướng. Những cái người dân lao động nghèo khổ ấy sẽ hướng tới cách mạng, và chính họ sẽ là cái lực lượng to lớn để làm nên cái cuộc cách mạng tháng 8 tiếp theo.
Đây là một cái hiện thực, vừa là hiện thực lúc bấy giờ, nhưng đồng thời tác phẩm đã phản ánh được một cái hiện thực mang tính xu hướng. Ở đây nếu cần thì chúng ta lý giải thêm một chút. Tấm lòng và nguyện vọng của người dân hướng tới cách mạng vì sao? Bởi vì họ hiểu rằng chỉ có cách mạng, chỉ có đi theo cách mạng, chỉ có cách mạng mới có thể cứu họ thoát khỏi cái đói, cái chết. Chỉ đi theo cách mạng và chỉ có cách mạng mới có thể cứu họ thoát khỏi cái đói, cái chết. Cho nên chuyện ngắn vợ nhặt còn phản ánh một cái hiện thực là vừa là diễn ra lúc bấy giờ nhưng đồng thời cũng là một hiện thực mang tính xu hướng. Đấy là về giá trị hiện thực của tác phẩm. Đối với chuyện ngắn vợ nhặt thì chúng ta đặc biệt phải đi sâu vào cái giá trị nhân đạo của tác phẩm. Giá trị nhân đạo của chuyện ngắn vợ nhặt. Giá trị nhân đạo. Đặc biệt phải đi sâu vào cái giá trị nhân đạo của tác phẩm. Thế thì cũng như là nhiều tác phẩm mà có bàn đến giá trị hiện thực và nhân đạo, thì các em lại nhớ lại những cái nội dung nhân đạo lớn, những cái nội dung nhân đạo nói chung làm nên giá trị nhân đạo trong một tác phẩm văn học. Xem lại cái bài khái quát đó. Ở đây tôi nhắc lại để chúng ta nhớ. Cái nội dung thứ nhất đó là tình thương yêu. Wow. Tình thương yêu có thể đối với con người, có thể đối với thiên nhiên, cái đẹp, với vạn vật, vân vân. Sau đó là cái sự lên án tố cáo những cái thế lực tàn bạo chà đạp lên con người, chà đạp lên cuộc sống. Đặc biệt là cái nội dung thứ ba. Nào, đó là sự khẳng định đề cao con người. Sự khẳng định đề cao con người có thể là về vẻ đẹp. Vẻ đẹp hình thức, vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn, vẻ đẹp của tài năng. Và còn là tiếng nói khẳng định và đề cao những cái khát vọng chân chính của con người. Những khát vọng chân chính của con người. Khát vọng đó có thể là khát vọng tình yêu, khát vọng hạnh phúc, khát vọng sống, khát vọng tự do, khát vọng về công lý, vân vân. Và cái nội dung nữa là hướng tới những cái giải pháp để có thể đem lại hạnh phúc cho con người. Thế thì ta vận dụng cái chung đó để soi vào từng tác phẩm. Thì chúng ta thấy ở vợ nhặt ấy, cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy nó xuất phát từ cái tình huống chàng có vợ, nhặt được vợ ấy. Thì tác phẩm vừa là tiếng nói thương cảm, vừa là tiếng nói lên án tố cáo. Nào, A nhỏ, chuyện ngắn vợ nhặt là tiếng nói thương cảm. Tiếng nói thương cảm. Trước tình cảnh thê thảm của con người trong nạn đói năm 1945. Tiếng nói thương cảm thì thương cảm điều gì? Trước cái tình cảnh thê thảm của con người trong nạn đói năm 1945. Thương cảm trước tình cảnh thê thảm của con người trong nạn đói năm 1945. Nhưng đồng thời vợ nhặt cũng là cái tiếng nói lên án tố cáo. Vợ nhặt, chuyện ngắn vợ nhặt đồng thời cũng là tiếng nói lên án tố cáo. Tiếng nói lên án tố cáo. Lên án tố cáo cái bọn thực dân, bọn phát xít đã gây ra nạn đói năm 1945. Lên án tố cáo cái tội ác của bọn thực dân phát xít đã gây ra cái nạn đói năm 1945. Tiếng nói thương cảm hay tiếng nói lên án tố cáo thì đều xoay quanh cái tình cảnh mà chàng có vợ. Cái tình huống mà chàng nhặt được vợ. Thế thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ cả tiếng nói thương cảm hoặc là cái tiếng nói lên án tố cáo đều bắt nguồn từ cái điều gì? Nào, trước hết là chúng ta thấy cả tiếng nói thương cảm hoặc là tiếng nói lên án tố cáo đều bắt nguồn từ cái chỗ là sao? Thân phận con người bị đẩy tới chỗ rẻ mạt. Thân phận con người bị đẩy tới chỗ rẻ mạt. Thân phận con người bị đẩy tới chỗ rẻ mạt. Tới chỗ rẻ mạt. Nếu thương cảm thì cũng thương cảm trong cái tình cảnh mà thân phận con người bị đẩy tới chỗ rẻ mạt. Và nếu là tiếng nói lên án tố cáo thì cũng lên án tố cáo những kẻ đã đẩy thân phận con người
tới chỗ rẻ mạt. Nên đã tố cáo những cái kẻ gây ra nạn đói năm 1945 đẩy thân phận con người tới chỗ rẻ mạt. Ở đây chúng ta cần phân biệt và cần phải tinh tế ở điều này nhé. Đúng không? Anh hạ thấp con người là vô nhân đạo, đúng không? Anh đề cao con người là nhân đạo. Còn hạ thấp con người, sỉ nhục con người là vô nhân đạo. Nhưng cái kẻ mà lại hạ thấp con người, cái kẻ sỉ nhục con người mà anh liên đán tố cáo cái kẻ đó thì đó lại là tương đối nhân đạo. Liên đán tố cáo cái kẻ mà gây ra cái tình trạng, cái nạn đói năm 1945 để hạ thấp con người, để đẩy thân phận con người tới chỗ rẻ mạt, thì cái tiếng nói liên án những cái kẻ ấy lại là tiếng nói nhân đạo. Và để làm sáng tỏ điều này thì chúng ta thấy đúng là sao? Đúng là thân phận con người bị đẩy tới chỗ rẻ mạt, cái thân phận người vợ nhặt. Thân phận người vợ nhặt. Thân phận người vợ nhặt đúng là gì nhỉ? Rẻ mạt như cái rơm cọng rác nào có thể nhặt ở bên gì? Ở bên lề đường. Thân phận người vợ nhặt. Do cái đói cái nghèo mà nó đẩy tới cái tình trạng ấy. Một con người tiều tụy cả hình hài như ta đã phân tích. Nào, tiêu tụy cả hình hài bởi cái đói cái nghèo. Đó. Và gì nhỉ? Đúng là có thể là cái tiêu đề vợ nhặt là rất đúng với trường hợp thân phận người vợ nhặt này. Không cưới xin, không cưới hỏi. Vài ca, ba câu, bông đùa. Lúc đầu ta đùa tầm phao, tầm phớ thôi chứ. Nhưng sau đó thì sao nhỉ? Nín vợ, nín chồng. Nào. Đúng là thân phận người vợ nhặt rẻ mạt như cái rơm cọng rác có thể nhặt ở gì? Ở bên lề đường. Thân phận con người còn bị đẩy tới chỗ rẻ mạt ở khía cạnh nào nữa? Nào. Cái chuyện cưới xin. Nào. Chuyện cưới xin. Chuyện hệ trọng trăm năm của đời người. Mà ở đây thì đơn giản đến tội nghiệp. Đơn giản đến tội nghiệp. Đơn giản đến tội nghiệp. Chuyện cưới xin, chuyện hệ trọng, chuyện trăm năm của đời người. Ngày xưa các cụ vẫn thường nói đời người có những cái sự kiện hệ trọng nào. Nào, tậu trâu này, cưới vợ này, làm nhà này. Trong ba việc ấy thật là khó thay. Tậu trâu là một nhé, cưới vợ là hai nhé, làm nhà là ba nhé. Trong ba việc ấy thật là khó thay. Chuyện cưới vợ, nào. Chuyện hệ trọng trăm năm của đời người. Thế mà ở đây cái đám cưới của chúng ta cho trong ngoặc kép ấy, cái đám cưới của chàng thì như thế nào? Nào, đúng là đơn giản đến xót xa, đến tội nghiệp. Không một mâm cơm cúng gia tiên đã đành. Nào, không gì nhỉ? Không một bữa cơm mời gì nhỉ? Mời hàng xóm đã đành. Nào, đến cái bữa đón dâu đầu tiên ấy, cả nhà phải ăn cháo loãng rồi cuối cùng ăn cháo cám. Đúng là sao? Đúng là vì cái kẻ mà nó đã gây ra cái nạn đói năm 1945, rồi cái đói cái nghèo mới đẩy thân phận con người tới chỗ rẻ mạt như vậy. Rẻ mạt như vậy. Đây là cái tiếng nói thương cảm. Và nếu nhìn nhận từ cái góc độ lên án tố cáo tội ác của bọn thực dân phát xít là gây ra nạn đói năm 1945, thì đây là cái nét đặc sắc, cái khía cạnh riêng của vợ nhặt. Đấy là cái giá trị nhân đạo thứ nhất, là cái tiếng nói thương cảm và cái tiếng nói lên án tố cáo. Còn thương cảm điều gì, lên án tố cáo là đối tượng nào, thì như chúng ta vừa phân tích. Cái giá trị nhân đạo của vợ nhặt ấy đặc biệt thể hiện là cái tiếng nói khẳng định ngợi ca. Cái tiếng nói khẳng định ngợi ca những cái phẩm chất tốt đẹp của những người lao động nghèo khổ ngay trong nạn đói năm 1945. Và trong cái tiếng nói khẳng định ngợi ca ấy, thì chúng ta lưu ý cái khía cạnh, cái nội dung tiếp theo làm cái giá trị nhân đạo của chuyện ngắn vợ nhặt. Chuyện ngắn vợ nhặt, nếu ta nói một cách hình tượng, thì chuyện ngắn vợ nhặt là một cái bài ca về tình mẫu tử, bài ca về tình người. Chuyện ngắn vợ nhặt là bài ca về tình mẫu tử, về tình mẫu tử. Ta có nói là tình mẫu tử tức là tình mẹ con đó. Tình mẫu tử, bài ca về tình mẫu tử
là bài ca về tình người. Bài ca về tình người. Nào. Chuyện Nhắn Vợ Nhặt là bài ca về tình mẫu tử, bài ca về tình người. Tác giả khẳng định cái tình cảm cao đẹp của những người lao động nghèo khổ này. Nào. Nói về tình mẹ con, tình mẫu tử trong chuyện Nhắn Vợ Nhặt. Nào. Vợ Nhặt là bài ca về tình mẫu tử. Thì chúng ta có thể nhìn trong cái mối quan hệ giữa bà cụ Tứ, cái mối quan hệ, cái thái độ, cái cách cư xử của bà cụ Tứ đối với người con trai, và nếu coi người vợ Nhặt là người con dâu nữa thì đối với người con dâu, thì chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của tình mẫu tử này. Trước hết là sao? Trước hết là đối với cha. Nào, thì chúng ta đã từng phân tích khi biết chàng có vợ thì lòng bà cụ Tứ, người mẹ nghèo này ngổn ngang những trạng thái trái ngược nhau. Nào, những vui mừng buồn tủi đan xen. Nào, vui mừng đan xen buồn tủi, đan xen thương lo như vậy. Và chúng ta cũng đã từng phân tích tất cả những trạng thái tình cảm ấy đều xuất phát từ cái gốc đó là lòng mẹ thương con. Đã xuất phát từ cái gốc là lòng mẹ thương con. Vì thương con nên vui mừng khi con có vợ. Cũng vì thương con mà sao? Mà buồn tủi. Trước việc chàng có vợ khi mà gia cảnh quá nghèo. Buồn tủi cái bổn phận mình làm mẹ mà không giúp gì được cho con. Cũng vì thương con mà lo cho con đã đành. Thương cho con đã đành mà còn lo cho con có thể nuôi nổi nhau qua cái nạn đói này không? Cái điều này chúng ta đã phân tích. Như thế là tất cả những trạng thái, những cái tâm lý trái ngược nhau ở bà cụ Tứ trước việc chàng có vợ đều xuất phát từ cái gốc đó là lòng mẹ thương con, tình mẫu tử. Và khi người vợ Nhặt đã trở thành dâu con trong nhà thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy đúng là cái tình người, nhưng mà đồng thời ở đó cũng có cả tình mẫu tử ở bà cụ Tứ. Đối với người vợ Nhặt thì sao? Đối với người vợ Nhặt thì sao? Các em đọc trong truyện các em sẽ thấy cái cách cư xử của bà cụ Tứ. Thấu hiểu, thông cảm cái hoàn cảnh của người vợ Nhặt. Nào, người ta có bị dồn đến bước khó khăn, người ta mới lấy đến con mình mà con mình mới có vợ. Một sự suy nghĩ rất hiểu biết mà cũng giàu tình người. Bà cụ Tứ, đọc, chấp nhận là một cách tự, nói từ chấp nhận thì không đúng, nhưng mà tự nguyện đón nhận thì đúng hơn. Tự nguyện đón nhận cái người vợ Nhặt này về làm dâu con trong nhà. Bà cụ Tứ có lý do để hắt hủi, để coi khinh coi rẻ cái người phụ nữ, cái người đàn bà đã theo không con trai mình về làm vợ chứ. Có lý do để có thể coi khinh coi rẻ. Thứ nhất là sao? Đây là một cái người đàn bà mà thì không cưới xin gì cả, theo không chàng về làm vợ. Mà quan niệm xã hội xưa thì nhìn là có thể là coi khinh coi rẻ được. Cái điểm nữa là sao? Là gia đình cụ đang trong hoàn cảnh đói quay đói quét quắt như thế. Đó, lại thêm một miệng ăn về nhà. Có thể bực, có thể giận được chứ. Thêm một miệng ăn về nhà trong cái hoàn cảnh gia đình chứ. Đói quay đói quắt như thế. Đó. Nhưng mà bà cụ về nhà vẫn đón nhận người con dâu với tất cả cái niềm vui và sự tự nguyện. Và chúng ta để ý Kim Lân để cho gì người mẹ này nói cái một cái nói hai chữ nào mà thấy được cái tình người, và bên cạnh đó là tình yêu thương cái người con dâu. Bà cụ Tứ nói thế này: các con đã phải duyên phải số với nhau ấy thì U cũng mừng lòng. U cũng mừng lòng nhé. U cũng mừng lòng. Bà cụ nói mừng lòng chứ không nói bằng lòng. Không nói bằng lòng. Khác. Nào. Mừng lòng chứ không nói bằng lòng. Nếu bây giờ lại nói là thôi cho mày đưa nhau về đây ấy thì sao? Thì tao cũng bằng lòng. Không thể hiện được sâu sắc cái niềm vui nào, cái tình người, cái tấm lòng nhân hậu của bà cụ, đúng không?
Bởi vì sao? Bởi vì mừng lòng đó là sao? Đó là sự tự nguyện. Trước hết là thế. Tự nguyện, không ép buộc gì cả. Nào, và điều nữa là vui thực sự, mừng lòng các bạn, vui thực sự. Tự nguyện này, vui thực sự. Còn nếu nói bằng lòng thì đó là sao? Đó là buộc phải thừa nhận sự việc đã rồi. Không có chút tự nguyện nào trong đó cả. Cho nên khi mà bà cụ Tứ nói với thì con trai và con dâu là sao? À chúng mày ấy, các con ấy phải duyên phải xấu với nhau, u cũng mừng lòng. Thì cái cách nói này cho ta thấy được cái tình người và cái tình mẫu tử của bà cụ Tứ. Cho nên Vợ Nhập đúng là bài ca về tình mẫu tử. À, bên cạnh đó thì Vợ Nhập còn là bài ca về tình người. À, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cái nội dung ấy. À, chuyện ngắn Vợ Nhập còn là bài ca về tình người. Bài ca về tình người. Và để làm nổi bật lên điều này, thì các em dựa trên là cái cách mà tác giả thể hiện cái mối quan hệ, cái thái độ tình cảm của người dân sống ngụ cư trước việc chàng có vợ như thế nào. Rồi cái cách cư xử của chàng đối với cái người vợ nhặt trước khi mà chị ta trở thành gì nhỉ, người nhà trong gia đình chàng, thì ta sẽ thấy được và Vợ Nhặt đúng là bài ca của tình người. Trước hết là bài ca của tình người trong Vợ Nhặt thể hiện qua gì nhỉ, qua cái thái độ tình cảm của người dân sống ngụ cư trước việc chàng có vợ. Nào, thể hiện qua cái thái độ tình cảm của người dân sống ngụ cư trước việc chàng có vợ. Thế thì tác giả miêu tả lên như thế nào? Khi biết cái người đàn bà đi cạnh chàng ấy là vợ của chàng, khi biết chàng có vợ thì sao? Thì tác giả miêu tả là sao? Đọc: những khuôn mặt hốc hác u tối của người dân sống ngụ cư bỗng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ. Những khuôn mặt hốc hác u tối của người dân xóm ngụ cư bỗng rạng rỡ hẳn lên. Trong lúc miếng ăn là cả một vấn đề sinh mạng. Trong lúc xã hội trong hoàn cảnh đói thê thảm như vậy, tưởng không gì còn đáng quan tâm ngoài miếng ăn. Tưởng không còn gì đáng quan tâm ngoài miếng ăn. Tưởng chừng chỉ miếng ăn mới có ý nghĩa, mới đem đến niềm vui. Thì không phải như thế. Nào, ở đây những cái khuôn mặt u tối hốc hác vì đói bụng rạng rỡ hẳn đấy. Nào, có cái gì tươi mát thổi vào cái cuộc sống đói khát tăm tối của người dân xóm ngụ cư ấy. Cái gì ấy chắc chắn không phải là miếng ăn đem đến niềm vui. Người dân sống ngụ cư thừa hiểu rằng cái đám cưới của chàng không thể đem đến cho họ gì nhờ một bữa ăn trong tiệc cưới. Không phải vì miếng ăn. Họ vui vì sao? Tình người đem đến niềm vui. Họ vui khi chứng kiến hai cái cuộc đời nghèo khổ này, hai cái con người đói khổ này đã neo buộc cuộc đời với nhau. Họ có gia đình riêng rồi. Họ neo buộc cuộc đời với nhau để trụ vững trong cuộc sống. Giữa cái lúc mà sao? Cái dòng thác đói nghèo tưởng chừng cuốn phăng đi tất cả rồi. Thì họ lại được chứng kiến cái hạnh phúc của hai con người nghèo khổ này. Đó chính là tình người. Vợ Nhặt còn là bài ca của tình người. Còn thể hiện là gì nhỉ? Thể hiện là cái thái độ, cái tình cảm của chàng đối với người vợ Nhặt trước khi mà chị trở thành gì? Người nhà trong gia đình chàng. Nào, cái phương diện đó, cái khía cạnh ấy cũng thể hiện cái tình người. Đúng là trong cái hoàn cảnh đói khổ, miếng ăn là cả vấn đề sinh mạng như vậy, nhưng chàng vẫn gì nhỉ, chàng vẫn cứu mang cái người nghèo khổ trong cái hoàn cảnh như mình, và thậm chí nghèo khổ hơn mình. Giờ các em đã học văn học dân gian, các em đã biết một cái truyền thống của người Việt Nam đó là gì? Lá lành đùm lá rách. Câu ấy là trong hoàn cảnh này thì
cần có thể phải nói khác đi một chút, cũng trên cái tinh thần ấy thì thấy được thì cái truyền thống thương người của người Việt Nam lại được thể hiện một cách rất đẹp đẽ qua cái tình cảm của chàng đối với người vợ Nhật. Ở đây không phải là lá đành lành đùng lá rách nữa, mà là lá gì nhỉ, lá rách nhiều đùm lá rách nhiều hơn. Lá rách nhiều đùm lá rách nhiều hơn, bởi vì chàng cũng trong hoàn cảnh đói quấy đấy, đói quắt nghèo khổ như vậy mà đùm bọc cái người vợ Nhật còn nghèo khổ hơn mình. À, trong chuyện có một chi tiết có thể thể thấy được gì nhỉ? Cái vẻ đẹp của tình người qua cái nhân vật chàng này. Nào, một cái con người nghèo khổ như chàng, thế mà sao hào hứng vỗ vào túi nói là sao, rích bố cu. Các em xem trong trong chú thích ở văn bản. Nào, rích bố cu đây là một cái tiếng Pháp bồi, có nghĩa là gì nhỉ, giàu và nhiều tiền. Một con người như chàng nó nghèo khổ như thế, gia đình nói quay nói quắt như thế, thế mà lại gì nhỉ, dám hào hứng vỗ vào túi là nói là rich boku, giàu nhiều tiền lắm. Thì chúng ta thấy rằng cái giàu và cái nhiều tiền ấy không phải là vật chất đâu, là sự giàu có ấy không phải là tiền bạc là vật chất đâu, mà con người có thể nói được một cách hào hứng trong cái hoàn cảnh đó chính là sự giàu có của tình người, là sự giàu có, sự phóng khoáng của tình người. Đúng là chuyện ngắn vợ Nhật là một bài ca về tình người, bài ca về tình người. Đấy là cái nội dung thứ hai trong cái sự khẳng định đề cao những phẩm chất cao đẹp của người lao động nghèo khổ. Không chỉ khẳng định đề cao là những phẩm chất đẹp đẽ của người lao động nghèo khổ, chuyện ngắn vợ Nhật còn khẳng định và đề cao những cái khát vọng chân chính của con người. Mà ở đây ấy, có hai khát vọng. Cái khát vọng thứ nhất đó là khát vọng hạnh phúc gia đình, và cái khát vọng thứ hai đó là khát vọng sống, niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Vì vậy cái nội dung thứ ba trong giá trị nhân đạo của chuyện ngắn vợ Nhật ở khía cạnh khẳng định những cái khát vọng chân chính con người ấy, thì đó là vợ Nhật ấy, là tiếng nói khẳng định đề cao khát vọng hạnh phúc, mà ở đây là khát vọng hạnh phúc gia đình. Khẳng định đề cao khát vọng hạnh phúc gia đình. Khẳng định đề cao khát vọng hạnh phúc gia đình. Khẳng định đề cao khát vọng hạnh phúc gia đình. Để làm sáng tỏ nội dung này ấy, thì trước hết là chúng ta thấy là gì nhỉ? Trong bất cứ một cái hoàn cảnh khốn khổ nào, dù đói nghèo, dù bên cạnh cái chết đe dọa, thì con người vẫn luôn hướng tới tổ ấm gia đình. Con người luôn hướng tới tổ ấm gia đình. Luôn hướng tới tổ ấm gia đình. Con người luôn hướng tới tổ ấm gia đình. Đó. Cho nên tác giả mới miêu tả là sao? Cái đám cưới của chàng, cái việc chàng có vợ là trên nền cái nạn đói thê thảm năm 1945. Chúng ta đã từng phân tích, nào, nếu nhìn hình thức bên ngoài của sự việc, nếu nhìn hình thức bên ngoài của sự việc, thì người vợ Nhật đến với chàng, nào, cái người đàn bà khốn khổ đến với người đàn ông tội nghiệp là do cái đói, cái nghèo sâu đầy. Đấy là nhìn hình thức bên ngoài của sự việc. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của sự việc, nhìn sâu vào bản chất của sự việc, thì hai con người này đến với nhau lại xuất phát từ cái nhu cầu, cái khát vọng của hạnh phúc gia đình. Họ đến với nhau mà xuất phát từ cái nhu cầu, từ khát vọng của hạnh phúc gia đình. Chứ còn nếu mà chỉ vì miếng ăn thôi thì có thể là gì nhỉ, vài ba câu bông đùa rồi bữa bánh đúc ở chợ là xong. Hoặc là gì nhỉ, nếu chỉ vì miếng ăn thì thậm chí là theo chàng đến nhà và dừng lại, người vợ Nhật dừng lại trước mà cái gia đình mà nghèo khổ đói quay đói quắt như vậy. Nếu chỉ vì miếng ăn thì chỉ là chuyện bông đùa ở chợ thôi, nhưng không, sau cái sự bông đùa ấy thì lại là sự việc nghiêm túc nên vợ nên chồng. Đúng là họ đến với nhau,
xuất phát từ gì nhỉ? Cái nhu cầu, cái khát vọng của tổ ấm gia đình. Cái điều quan trọng nữa đó là sao? Là hạnh phúc gia đình làm cho con người gì? Thay đổi đi. Cuộc sống của con người thay đổi đi. À, theo cái chiều hướng tốt hơn, đẹp hơn. Hạnh phúc gia đình làm cho con người, làm cho cuộc sống gì? À, thay đổi. Làm cho con người, làm cho cuộc sống thay đổi. Nhưng mà theo cái chiều hướng là sao? Tất cả đều gì nhỉ? Đều tốt hơn, đều đẹp hơn. Đều tốt hơn, đều đẹp hơn. Đều tốt hơn, đều đẹp hơn. Đúng là một người đi nhặt vợ, còn một người là vợ nhặt. Chúng ta có thể dùng lấy lại từ để chơi chữ một chút, để nó rõ vấn đề. Một người thì đi nhặt vợ này, người là vợ nhặt này. Hai cái sự vô nghĩa ấy, hai cái sự vô nghĩa ấy. Bởi vì có cái gì vô nghĩa hơn là gì? Mình phải đi nhặt vợ, còn mình lại là thân phận người vợ nhặt. Hai cái sự vô nghĩa ấy đến với nhau lại làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Hai cái sự vô nghĩa ấy đến với nhau lại làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Cái điều gì kỳ diệu thế? Cái điều gì kỳ diệu thế? Đấy chính là gì? Là hạnh phúc gia đình. Đúng là sau khi có hạnh phúc gia đình thì từng con người thay đổi, cuộc sống trong gia đình chàng thay đổi. Mà chúng ta đã từng phân tích các nhân vật. Trước khi có hạnh phúc gia đình chàng là người như thế nào? Sau đó ra sao? À, trước khi có hạnh phúc gia đình thì người vợ nhặt như thế nào? Sau đó trở thành người phụ nữ hiền hậu đúng mực ra sao? Ở bài trước chúng ta đã phân tích điều này. Đúng là hạnh phúc gia đình làm cho con người và cuộc sống thay đổi đi. Thay đổi nào. Chàng trước đấy vô tâm vô tính thì sau này chỉ thương yêu gắn bó với gia đình. Nào, thấy mình có bổn phận, có trách nhiệm là đối với gia đình, với vợ con sau này. Anh cảm thấy mình nên người. Điều gì kỳ diệu vậy? Hạnh phúc gia đình. Cho nên có thể nói là sao? À, hạnh phúc, mà ở đây là hạnh phúc gia đình, không thể cứu con người khỏi cái đói. Nhưng nó cứu con người khỏi tình trạng phi nhân tính, làm cho con người trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Đấy cũng là một phương diện mà tác giả muốn khẳng định ý nghĩa của cái khát vọng hạnh phúc gia đình. Nào. Hạnh phúc gia đình không thể cứu con người khỏi cái đói, nhưng nó có thể cứu con người thoát khỏi tình trạng phi nhân tính. Thoát khỏi tình trạng phi nhân tính để cho con người trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Nào. Cái tiếng nói khẳng định cái khát vọng hạnh phúc gia đình trong chuyện ngắn vợ nhặt nó có ý nghĩa sâu sắc là thế. Nội dung thứ tư làm nên giá trị nhân đạo của chuyện ngắn vợ nhặt. Đây nhỏ. Chuyện ngắn vợ nhặt còn là tiếng nói khẳng định đề cao khát vọng sống, niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai. Nào, khẳng định, đề cao. Khẳng định, đề cao. Khát vọng sống. Khát vọng sống. Niềm hy vọng. Niềm tin. Hy vọng nhưng đồng thời cũng là tin. Niềm hy vọng này. Niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Khẳng định, đề cao cái khát vọng sống, niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai. Kim Lân trong một cái bài viết có tên là Hồi ức và kỷ niệm. Bài viết này của chính Kim Lân, của chính tác giả Chuyện ngắn vợ nhặt. Là cái bài viết ấy có tên là Hồi ức và kỷ niệm. Thì trong cái bài viết này thì có cái đoạn sau. Trong sự túng đói quay quắt, trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khổ nào, người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái chết, cái thảm đạm để mà vui, mà hy vọng. Tôi đọc lại, đọc chậm cái câu này của Kim Lân.
À, để chúng ta thấy là rõ ràng khi viết cái chuyện này ấy, là tác giả đã muốn thể hiện một cái ý tưởng đó. Nào. Trong sự túng đói quay quắt, trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khổ nào, trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khổ nào, người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái chết, cái thảm đạm. À, trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khổ nào, người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái chết, cái thảm đạm để mà vui mà hy vọng. Để mà vui mà hy vọng. À. Thế thì đúng là chuyện ngắn vợ nhặt đã thể hiện được cái tư tưởng đó của nhà văn. À, trong sự túng đói quay quắt, trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khổ nào, người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái chết, cái thảm đạm để mà vui mà hy vọng. Đấy, cái đoạn trích trong Hồi ức và kỷ niệm, tên bài viết Hồi ức và kỷ niệm. À. Và để làm sáng tỏ điều này, để làm sáng tỏ cái khát vọng sống, cái niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống và tương lai, nó có nhiều chi tiết trong vợ nhặt. Nhưng ở đây thì chúng ta tập trung vào những cái chi tiết mà tiêu biểu cho cái nội dung này. À, cái chi tiết thứ nhất mà chúng ta thấy, có thể chúng ta tập trung vào cụ tứ cũng được. Đó là sao? À, đó là trước cái việc chàng có vợ ấy. Đó, thì bà cụ tứ, như chúng ta đã phân tích, là vui, vui này. Đồng thời gì nhỉ? À, có cái niềm tin vào cuộc sống của gia đình trong gì? Trong tương lai. À. Có niềm tin vào tương lai, vào ngày mai. À. Và chúng ta đã từng phân tích, bà cụ toàn nói những chuyện vui, chuyện tương lai sau này. Nói toàn những chuyện vui này, chuyện tương lai sau này. Một cái niềm tin giản dị mà sâu sắc. Không ai giàu bá họ, không ai khó bá đời. Rồi bà cụ nói thêm cái ý đó, tiếp cái ý đó. Không ai giàu bá họ, không ai khó bá đời. Rồi ra còn con cháu chúng mày về sau. Rồi ra còn con cháu chúng mày về sau. Nói với dâu và con dâu và con trai như thế. Một niềm tin hồn nhiên mà sâu sắc. Chúng ta lại phải để ý cái điều này đấy. À, trong chuyện ngắn vợ nhặt, bà cụ tứ là người nói nhiều đến tương lai, đến ngày mai. Đã. Bà cụ tứ là cái người mà nói nhiều đến tương lai, đến ngày mai. Nói nhiều đến tương lai, đến ngày mai. Vì sao lại thế ạ? Có vấn đề gì ở cái khía cạnh này? À, lẽ thông thường, đúng không? Các em thấy là lẽ thông thường. Thì đáng lẽ là đối vợ chồng trẻ này, đáng lẽ chàng và người vợ nhặt phải nghĩ nhiều hơn, nói nhiều hơn đến ngày mai, đến tương lai là hợp lý chứ. Bởi vì họ trẻ, mà tương lai lại thuộc về lớp trẻ. Nào, tương lai thuộc về lớp trẻ, thì đáng lẽ ra là chị nhỉ, đối vợ chồng trẻ này phải nói nhiều đến ngày mai, đến tương lai chứ. Nhưng ở đây không thể. Cái người nói nhiều đến tương lai không phải là đối vợ chồng trẻ, mà lại là một người mẹ gần đất xa trời. Một bà già lọng khọng gần đất xa trời, nói nhiều đến tương lai, đến ngày mai. Ở đây phải chăng có một cái khía cạnh nào như kiểu nghệ thuật đòn bẩy không? Phải chăng có một cái nghệ thuật kiểu đó không? Tức là sao? Cái người già, cái người mẹ gần đất xa trời ấy còn nói nhiều đến tương lai, đến ngày mai, thì niềm vui, niềm hy vọng, niềm tin ở ngày mai còn gì nhỉ? À, còn mạnh mẽ, mãnh liệt biết chừng nào. Người già còn thế thì lớp trẻ còn tin ở ngày mai, tin ở tương lai mạnh mẽ đến chừng nào. À, chúng ta cũng có thể nói thêm một cái chi tiết, nhưng mà chi tiết này thì trong văn bản trích của các em ấy là nó không có, nhưng trong chuyện nó có. Chúng ta biết là gì nhỉ? À, chàng ấy đã mua 2 hào dầu thắp để cho cái gọi là cái đêm tân hôn có thể cho trong và các ấy nào, thì nó phải sáng sủa lên một chút, không thể tăm tối mãi được. Thế thì 2 hào dầu thắp thay bước tân hôn ấy, nào, làm bừng lên cái ánh sáng giữa đêm đen dày đặc như vậy.
phải chăng đó cũng là niềm tin, niềm hy vọng? Một con người như chàng mà nói theo cái cách nói của người vợ Nhật là hoang nó vừa vừa chứ, thì khi cần thiết vẫn có thể hoang phí, vẫn bỏ ra hai hào dầu để thắp lên ánh sáng của niềm vui, niềm tin trong cái đêm đen dày đặc ấy. Cũng là một chi tiết có ý nghĩa. À, cái niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai được thể hiện qua chuyện ngắn vợ Nhật. Còn được thể hiện qua gì nhỉ? Qua kết cấu của tác phẩm. Cái kết cấu của tác phẩm này được tác giả thể hiện theo chiều hướng gì nhỉ? Chiều hướng phát triển. Theo cái hướng phát triển. Theo hướng phát triển. Kết cấu theo chiều hướng phát triển. Mở đầu câu chuyện là cảnh ngày tàn. Nó buổi chiều chắc vãng như thế. Là cảnh ngày tàn, là cái đói, cái nghèo về với xóm ngụ cư, đến gõ cửa từng nhà. Cảnh ngày tàn, cái đói, cái nghèo, mở đầu tác phẩm. Nhưng kết thúc tác phẩm lại là một buổi sớm, đúng không? Một buổi sớm, một ngày mới bắt đầu. Kết thúc tác phẩm lại là một buổi sớm, một ngày mới bắt đầu. Lại là hình ảnh những người dân nghèo nổi dậy phá khóa thóc cứu đói. Lại là hình ảnh lá cờ đỏ của Việt Mỹ. Đúng là một kết thúc theo hướng phát triển, mở ra một tương lai tươi sáng. Kiểu kết cấu của truyện ngắn vợ Nhật cũng là một sự phản ánh, thể hiện cái niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống, vào tương lai. Đấy, cái giá trị nhân đạo của truyện ngắn vợ Nhật được chúng ta phân tích trên những khía cạnh đó. Và khi mà phân tích các tác phẩm có giá trị hiện thực hoặc là giá trị nhân đạo thì các em cũng nghĩ về những cái tác phẩm trước, ta so sánh xem là về giá trị hiện thực nào, thì từ truyện ngắn Chí Phèo đến truyện ngắn Vợ Chồng Á Phủ, đến truyện ngắn Vợ Nhặt, có điểm gì chung, có điểm gì khác nhau? Rồi trong giá trị nhân đạo của các tác phẩm ấy, có điểm gì chung, lại có điểm gì độc đáo riêng ở từng tác phẩm? Các em cũng nên so sánh nào, để mà chúng ta từ tác phẩm này ta nhớ lại những cái tác phẩm đã học. Tất nhiên là giai đoạn cuối của chương trình của chúng ta sẽ có những cái bài mà chúng ta phân tích so sánh tổng hợp. Nhưng trong từng bài thì các em cũng nên làm những điều đó. Đấy là về giá trị nhân đạo. Vấn đề thứ tư thì chủ yếu thầy gợi ý để các em suy nghĩ, bởi vì chúng ta kết hợp với bài giảng trước, đó là những cái thành công nghệ thuật của tác phẩm Truyện ngắn vợ Nhặt. Thành công nghệ thuật của tác phẩm thì các em chú ý mấy cái phương diện sau. Cái thành công nghệ thuật là cái thứ nhất là về tình huống chuyện. Tác giả đã xây dựng một tình huống chuyện độc đáo và hấp dẫn như thế nào thì các em trở lại với cái bài trước. Cái thứ hai là nghệ thuật xây dựng nhân vật. Chủ yếu là cái nghệ thuật khắc họa tâm lý nhân vật, cái diễn biến tâm trạng mỗi nhân vật bên cạnh cái nét chung thì đồng thời có cái nét riêng độc đáo ra sao. Và một cái thành công nghệ thuật nữa, đó là về ngôn ngữ của tác phẩm. Ngôn ngữ kể chuyện của tác giả thì giản dị, tự nhiên. Và ngôn ngữ của nhân vật ấy thì nó phù hợp với tính cách tâm lý của từng người, nhưng mà đồng thời nó thể hiện được cái ngôn ngữ thường thấy của những cái người lao động, mà ở đây là cái người nông dân lao động. Và đặc biệt là chú ý những cái đoạn mà tác giả miêu tả các nhân vật đối thoại với nhau rất là tự nhiên, rất là sinh động. Các cái đoạn ngôn ngữ đối thoại cũng là rất thành công. Thế thì các em chú ý trên những cái phương diện đó về mặt nghệ thuật. Chúng ta vận dụng những bài trước để chúng ta giải quyết ba điều: thành công trong nghệ thuật kết cấu này, thành công trong nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện này, liên quan tới nó là kết cấu tác phẩm một chút, và sau đó là thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật và thành công trong cái ngôn ngữ kể chuyện của nhà văn và ngôn ngữ nhân vật trong tác phẩm. Bây giờ chúng ta sang cái phần bài tập bổ sung. Phần bài tập bổ sung thì có một cái bài tập chúng ta cần làm và vận dụng những cái kiến thức ở bài để chúng ta làm. Đó là bài tập thứ nhất. Bài tập thứ nhất: trên cơ sở nội dung tác phẩm, hãy giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn vợ Nhặt. Trên cơ sở nội dung tác phẩm,
hãy giải thích ý nghĩa nhan đề chuyện ngắn vợ nhặt. Trên cơ sở nội dung tác phẩm, hãy giải thích ý nghĩa nhan đề chuyện ngắn vợ nhặt. Cái câu này thường thường cho cái câu 2 điểm ấy. Nào. Thế bài tập thứ hai. Nào. Trong hồi ức và kỷ niệm. Tên cái bài viết mà ta vừa nãy đã nêu. Trong hồi ức và kỷ niệm. Kim Lân viết. Trong hồi ức và kỷ niệm. Kim Lân viết. Vì cái câu này vừa nãy chúng ta đọc chậm và các em có thể ghi được rồi. Nên ở đây chúng ta chỉ ghi cái chữ đầu và chữ cuối thôi. Nào. Kim Lân viết hai chấm mở ngoặc mở ngoặc kép này. Trong sự túng đói quay quắt. Mở ngoặc kép. Trong sự túng đói quay quắt. Xong các em chấm chấm chấm. Nào. Đến cái chỗ để mà vui mà hy vọng. Cho nó ngoặc kép lại. Các em xem lại cái bài giảng vừa rồi. Nó. Lúc nãy ấy. Nó. Thì có cái đoạn này trong hồi ức kỷ niệm. Nào. Trong hồi ức và kỷ niệm. Kim Lân viết. Trong sự túng đói quay quắt. Trong bất kỳ hoàn cảnh khốn khổ nào, người nông dân ngụ cư vẫn khao khát vươn lên trên cái chết, cái thảm đạm để mà vui, mà hy vọng. Anh, gạch chéo, chị, hãy phân tích chuyện ngắn vợ nhặt để làm sáng tỏ điều đó. Anh này, xong gạch chéo, chị, hãy phân tích chuyện ngắn vợ nhặt để làm sáng tỏ điều đó. Đây là hai cái bài tập bổ sung. Xin chào các em và chúng ta gặp nhau trong bài học tới.